Thưa quý vị, sáng nay, Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị tuyên truyền tư chấn thành lập và phát triển tổ hợp tác xã và đề án định hướng phát triển nông nghiệp Giang Đô. Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề về thành lập và phát triển tổ hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2023 và đề án phát triển nông nghiệp Giang Đô gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, trao đổi những thuận lợi khó khăn và giải pháp trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. Các kiến thức kỹ năng về quản trị hợp tác xã, tư vấn hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt theo hướng hữu cơ an toàn sinh học, sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với tiêu thụ nông sản. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao nhiều giải thưởng cho Hội Nông dân các địa phương trong tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Long An năm 2023.